Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bài thuốc, đó chính là hạ thủ ô nha các bạn. Lá hạ thủ ô rùm rang nha các bạn. Đây, với một phong cách rất là giả chiến, mình kê bếp điện và mình bỏ một cái gì đang thấy cái thau lên đó, rồi mình rang. Hạ thủ ô thì nó có tác dụng gì bác? Tác dụng là chủ yếu làm đen tóc nha các bạn. Đây, lá hạ thủ ô. Thì sau khi mà các bạn hái lá xanh thì các bạn bắt đầu bạn về các bạn phơi khô nó, bạn phơi khô trong tụi mà nhà mình thì chế mấy cái đơn giản thôi đó. Cái này nọ nè, cái ớt quạt các bạn, ớt quạt máy á đó. Rồi các bạn phơi, dừng nằm nó khô queo, khô rang như thế này nè đó, khô như thế này thì bắt đầu các bạn là các bạn rang lên, mình rang lên rồi bắt đầu mình nấu lấy nước không ạ. Dạ, nó quay rồi kệ cái quen. Đó, bạn rang lên.